sáng ngày 2 tháng 4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội khóa 14 tín nhiệm bầu kiêm giữ chức vụ Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 6 tháng 10 năm 2018. Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, lý do đề xuất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là theo yêu cầu sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội 13 của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước và công tác cán bộ. Sáng ngày 2 tháng 4, tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa 14, Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Sau khi thảo luận tại đoàn, Quốc hội đã tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, dự thảo nghị quyết về miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ đã được Quốc hội biểu quyết thông qua với 446 trên 452 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 92,92% tổng số đại biểu Quốc hội. Sau khi công bố kết quả bỏ phiếu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng hoa và gửi lời cảm ơn tới ông Nguyễn Xuân Phúc. Sáng ngày 2 tháng 4, trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm trở lại đây đã thực hiện thí điểm dạy ngoại ngữ hai môn tiếng Hàn và tiếng Đức nhưng gặp nhiều khó khăn, nhất là về đội ngũ giáo viên. Nguyên nhân là do các trường sư phạm hiện nay chưa đào tạo giáo viên dạy các ngoại ngữ này, trong khi đó chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm chưa được Bộ Giáo dục Đào tạo triển khai áp dụng, nên chưa thể đăng ký thực hiện thí điểm dạy tiếng Hàn và tiếng Đức theo chương trình ngoại ngữ 1 theo chủ trương của Bộ Giáo dục Đào tạo. Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, ngoại ngữ 1 là môn học bắt buộc, gồm các môn tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nga, gần đây bổ sung thêm môn tiếng Nhật. Ngoại ngữ 2 là môn học tự chọn, trong đó có tiếng Đức, tiếng Hàn. Nhằm giảm áp lực cho học sinh khi lựa chọn tiếng Hàn, tiếng Đức là ngoại ngữ 2, vẫn phải học song song ngoại ngữ 1 khác, Bộ Giáo dục Đào tạo mới đây vừa có quyết định thí điểm dạy tiếng Hàn, tiếng Đức là ngoại ngữ 1 để học sinh lựa chọn theo nhu cầu. Đây cũng là nội dung thỏa thuận khung giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Hàn Quốc và Cộng hòa Liên bang Đức về việc dạy tiếng Hàn, tiếng Đức ở trường phổ thông Việt Nam. Tuy nhiên, tại thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ điều kiện thực tế, năm học 2021-2022 chưa triển khai dạy học tiếng Đức và tiếng Hàn là ngoại ngữ 1. Sáng ngày 2 tháng 4, thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến ngày đầu tháng 4 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ báo cáo Bộ Giáo dục Đào tạo kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 được thành phố lựa chọn sử dụng cho năm học 2021-2022, đồng thời phê duyệt và công bố các danh mục điều chỉnh bổ sung sách giáo khoa lớp 1. Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh sẽ thông báo tới các nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn để phối hợp bồi dưỡng giáo viên, đảm bảo cung ứng sách giáo khoa cho 100% học sinh trên địa bàn thành phố trước khi bắt đầu năm học mới. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố cho biết, ngày 30 tháng 3 năm 2021, toàn bộ các hội đồng lựa chọn sách giáo khoa theo từng bộ môn đối với lớp 2 có xem xét điều chỉnh bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 do các cơ sở giáo dục kiến nghị đề xuất điều chỉnh và lớp 6 đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngày 2 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa kết thúc điều tra vụ án lừa dối khách hàng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Cùng với kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cùng kết luận điều tra sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, đề nghị truy tố bị can Lê Thanh Thản, sinh năm 1950, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Pimex, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, ông Lê Thanh Thản bị đề nghị truy tố về hành vi lừa dối khách hàng. Liên quan tới vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng đề nghị truy tố 6 người khác về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vì có liên quan đến sai phạm của ông Lê Thanh Thản. Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án liên quan đến các sai phạm về quản lý đất tại dự án BT xây dựng chuyển giao, trường chính trị tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, quyết định khởi tố do Đại tá Đặng Văn Mạnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ký. Quyết định khởi tố nêu rõ, vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại số 1 đường Trần Hưng Đạo, trụ sở cũ của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa. Theo tìm hiểu, giá trị hợp đồng BT khu đất Trường Chính trị Khánh Hòa khoảng 123 tỷ đồng,
trên thực tế chỉ quyết toán 114,8 tỷ đồng. Điều kỳ lạ, dù hoán đổi khu đất vàng tại trung tâm thành phố, nhưng tiền không đủ xây lại trường và ký túc xá mới cho trường chính trị tại vị trí ngoại ô trung tâm gần chục km. Sáng ngày 2 tháng 4, Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, đội trưởng tuần tra kiểm soát cao tốc số 1, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát Giao thông, đội 1 cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt hành chính 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 6 tháng, tạm giữ phương tiện đến 7 ngày đối với tài xế Bùi Văn L, vì đã có hành vi đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài Lào Cai. Theo hệ thống camera giám sát trên cao tốc và hình ảnh của một hành khách, hành vi vi phạm nguy hiểm trên được xác định vào hồi 11 giờ ngày 1 tháng 4. Vào thời điểm trên, tài xế L trực tiếp điều khiển xe ô tô tải biển số 29H438XX đi ngược chiều trên cao tốc từ km 117 đến km 114 theo hướng Lào Cai đi Hà Nội. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tối ngày 31 tháng 3 đã công bố quyết định phong tỏa toàn quốc lần thứ 3 nhằm ngăn chặn làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ 3. Theo Le Monde, các biện pháp giãn cách xã hội tiếp tục được siết chặt. Khác với đợt phong tỏa lần 2 hồi tháng 11 năm 2020, các trường học từ nhà trẻ đến trung học sẽ đóng cửa trong 3 tuần kể từ ngày 5 tháng 4. Tuy vậy, sinh viên vẫn có thể tiếp tục đến trường đại học một ngày một tuần. Việc hạn chế di chuyển có hiệu lực từ ngày 18 tháng 3 tại 19 tỉnh sẽ được mở rộng trên toàn bộ lãnh thổ, ít nhất trong vòng 4 tuần. Kể từ đêm ngày 3 tháng 4, người dân sẽ chỉ được phép đi lại trong bán kính 10 km từ nhà riêng, trừ khi có những lý do đặc biệt.